Ngày 29 tháng 3, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thành phố Rạch Giá đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Minh Thuận, sinh năm 2003, ngụ tại phường Vĩnh Quang, thành phố Rạch Giá, và Danh Tình, sinh năm 1993, ngụ tại xã Nam Yên, huyện An Biên, về hành vi trộm cắp tài sản. Tại cơ quan công an, Thuận và Tình thừa nhận do nghiện ma túy nên nảy sinh ý định đi trộm cắp dây điện dành cho đèn đường chiếu sáng công cộng, đốt lấy dây đồng đem bán lấy tiền, chia nhau mua ma túy sử dụng. Theo đó, vào khuya ngày 27 tháng 3, Tình lấy xe máy chở Thuận đến xã Dục Tượng, huyện Châu Thành. Sau đó, Thuận trèo lên cột điện, dùng kìm cắt được trên 100 mét dây điện bỏ vào bao, rồi chạy về thành phố Rạch Giá tìm chỗ đốt lấy dây đồng, thì bị lực lượng công an tuần tra bắt quả tang. Với thủ đoạn tương tự, trước đó 3 ngày, Thuận và Tình đã 2 lần cắt trộm dây điện trên địa bàn phường Vĩnh Hiệp và Rạch Sỏi, thành phố Rạch Giá, lấy được gần 150 mét dây điện, đốt lấy dây đồng, đem bán cho các tiệm phế liệu. Hành vi của hai đối tượng này đã gây thiệt hại tài sản gần 100 triệu đồng.